Xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về hai sản phẩm Wi-Fi Smart điều khiển các thiết bị qua sóng Wi-Fi. Đây. Ở đây mình có hai thiết bị. Đây là ổ cắm. Đây là tên module là S20 và điện áp đầu vào AC là 90, từ 90 đến 250V và mắc tải là 10A. Đây. Và thiết bị thứ hai là công tắc Wi-Fi. Đây. Wi-Fi thì chuẩn là IEEE 802.11. Đây. Input AC là 90 đến 250 và đầu ra cũng là 10A. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái hai thiết bị này để điều khiển được hai thiết bị này. Mình cần mình có thể sử dụng điện thoại Android hoặc là iOS hoặc là sử dụng hệ điều hành của Trung Quốc. Ở đây thì hôm nay mình sẽ check với lại hệ điều hành Android. Sử dụng hai cái thiết bị này để đóng ngắt một bóng đèn. Đây. Đầu tiên là mình cần ở trên điện thoại, là mình sẽ tải phần mềm Airwheeling. Để tải phần mềm này các bạn sẽ sử dụng phần mềm quét mã QR. Đây. Ở đây mình đã tải mã QR đây. Đây. Nếu bạn dùng iOS thì bạn sẽ quét mã này, Android quét mã này. Đây. Đây mình sẽ quét ở đây. Khi các bạn quét xong, quét được thì nó sẽ hiển thị ra cái link download. Ở đây thì mình đã tải rồi. Đây. Giao diện phần mềm đây. Đây. Bật lên. Trước khi muốn điều khiển các thiết bị thì bạn phải đăng ký tài khoản và mật khẩu. Ở đây mình đăng ký rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối Wi-Fi này. Wi-Fi với lại thiết bị này. Đầu tiên là mình cắm vào nguồn. Ở trên điện thoại thì đầu tiên mình phải kết nối với lại wifi mà của hộ gia đình mình đang sử dụng ấy. Ở đây mình đã kết nối rồi, sau đó là trên đây mình sẽ nhấn giữ cái phím này, nhấn giữ cho đến khi led màu xanh nhấp nháy liên tục và thả ra. Mình sẽ đây, quét wifi trên điện thoại. Đây tên thiết bị đây, tên wifi đây. Kết nối nhưng mà kết nối nhé. Mật khẩu mặc định là từ 1 đến 8. Đấy. Kết nối. Ok, bây giờ mình quay trở lại vào phần mềm đây đi. Đây. Ở đây thì mình đã đăng nhập rồi và đây là màn hình điều khiển và ấn vào thêm thiết bị. Đây. Đây là cái nó sẽ kết nối với lại wifi ở thiết bị này trước.
Bây giờ lần thứ hai nó sẽ kết nối với lại wifi hộ gia đình. Đây. Thiết bị này sẽ tự kết nối wifi của cắm với lại wifi hộ gia đình. Ok. Thành công. Ok. Đây, mình thử điều khiển này. On này. Off. On. Off. Mình để tắt bật tắt bóng đèn thì mình cũng có thể sử dụng nút trên này. Đây. Đồng thời khi mà mình bật tắt bằng nút bấm này thì sẽ gửi tín hiệu về điện thoại. Đây. On. Thiết bị đang on. Off. Tắt. Trên này có các cái thời gian này. Thì cái này mình sẽ giới thiệu sau. Và bây giờ mình check với lại cái công tắc này. Công tắc này thì cũng làm tương tự như vậy. Này, có đầu vào input. Output. Đây, input này. Output, ra bóng đèn. Cơm nguồn AC. Nhấn chữ. Cho đây, làm lại đã. Nhấn giữ đến khi đèn nháy này trên thiết bị kết nối đó. Đây. Mật khẩu 1 2 3 4 5 6 kết nối. Ok, vậy quay kết nối lại này. Qua phần mềm con đấy. Đây. Thiết bị này thì có thể sử dụng rất hữu ích trong việc tự động điều khiển các cái thiết bị từ xa bằng sóng wifi. Đây, ok rồi. Mình có thể đổi tên thiết bị này. Thiết bị 1 cho thiết bị 2. Ok. Rồi. Điều khiển. Trên thiết bị này mình cũng có thể bật tắt bằng cái phía nút ở trên này. Đây. Đồng thời cũng gửi tín hiệu về điện thoại. Đây. Điều khiển trên này. Bật tắt. Đây. Đây. Ok. Để biết cách cài đặt chi tiết, các bạn có thể liên hệ với nhóm của chúng mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.